chào mừng toàn thể cô chú các anh chị và các bạn trở lại với nông nghiệp xanh ngày mới chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ sức khỏe hạnh phúc và bình an thì hôm nay nông nghiệp xanh chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về tiếp theo là cây vú sữa hoàng kim ha thì cái cây vú sữa hoàng kim của mình mới ra trái đó có một số cô chú anh chị và các bạn à, hỏi là mình bây giờ mình à, bón phân như thế nào để hợp lý thưa cô chú các anh chị và các bạn cái à, cây dứa sữa hoàng kim thì à, à, nó cho trái khi cho trái thì nó có trái lớn ha rồi ở trên cây cũng cùng một cây đó thì à, nó cũng có à, trái nhỏ à, một cây đó nó có cái trái nhỏ à trái lớn rồi trái nhỏ ha rồi nó cũng có những cái bông bông như thế này bông thì khi mà vú sữa hoàng kim á nó cũng cùng trên một cây mà nó có giống như ba thế hệ như vậy thì mình bón phân như thế nào để để hợp lý à, thì cô chú các anh chị và các bạn mình để ý ha trên cái cây vú sữa hoàng kim của mình đó thì các bạn để ý về cái cái trái cái bông và cái trái nhỏ thì mình xem thử coi cái số lượng cái trái nào thì nó nó nhiều nhất thì khi chúng ta thấy là nếu cái trái nó nhiều thì cô chú các anh chị và các bạn mình nên chú trọng về đạm thì chúng ta nên bón cái loại phân xanh phân xanh nó là loại mà à, 30 10 10 ha thì cái loại phân xanh đó mình ra cái vật tư vật tư nông nghiệp đó, thì rất là nhiều mình cứ Cứ nói mình mua phân xanh à, đạm cao đó ha. thì nếu mà mình thấy cái trái nó nó nhiều thì mình phải cần phải bón cho nó nhiều cái cái lượng đạm hơn. còn à, nếu mà mình thấy là cái lượng trái trên cây của mình nó ít hơn cái số bông đang phát triển. cái số bông của mình đó, nó nó nhiều hơn nhiều hơn cái lượng trái ha thì mình đừng có bón đạm nhiều quá nó sẽ rụng rụng bông tại vì khi mà mình đi phân á là mình phải đi kỹ một cái xíu thì sẽ hỗ trợ được cái sự phát triển của cây của mình nó bền vững hơn nếu cô chú các anh chị mình á mà kỹ á thì mình nên bón cái phân hữu cơ ở cái giai đoạn này nếu mà mình có phân cá hoặc là à, phân à, trùng quế gì đó nhưng mà cái à, cái phân đó mình bón thì nó giá thành nó hơi cao ha chi phí giá thành hơi cao à, những bạn mà trồng à, vài cây chơi đó thì mình nên bón những cái loại hữu cơ còn nếu trồng với cái số lượng đại trà lớn để mình kinh doanh đó thì à, mình bón à, à, những cái loại phân như là phân à, phân xanh hoặc là phân nbk thì cái nbk đó bón là để cái mục đích là cho cái cây nó phát triển cho cây nó phát triển ha và khi mà nuôi trái thì mình nbk mình bón ít thôi và mình chú trọng nuôi trái thì nó cần đạm mình bón đạm và nhớ là cái liều lượng phân mà mình bón vô cho cây á, thì thì mình đừng có đừng có bón một lần cái số cái liều lượng nó nhiều quá bởi vì khi mình bón nhiều quá thì nó sẽ rụng bông hết và nó có đôi lúc nó ảnh hưởng là nó rụng luôn trái nha vì thế mà cái bón phân ở giai đoạn mà cái cây nó đã cho trái như thế này thì rất là quan trọng. Mình đừng có nóng ruột quá mà bón nhiều, bón nhiều thì nó sẽ nó sẽ làm ảnh hưởng cái trái của mình với cái bông của mình ha. Trung bình nó thì một cái một cái cây như vậy đó, mình trồng như cái cây to như thế này đi cây này thì khoảng 3 năm nghe cô chú anh chị và các bạn khoảng hai năm rưỡi ba năm thì nó đã nó đã cho trái được hai lần rồi thì như cây như thế này á mình mình bón phân là phân xanh thì mình nên bón khoảng à, cái nắm tay mình đó ha thì đừng có đừng có đầy nắm. Và mình gãi chung quanh gốc thôi chứ đừng có đừng có gãi lên cái gần cái gốc nó quá ha. Gần nó quá thì nó sẽ cũng dễ bị hư cây. Và cái liều lượng đó thì cái nắm tay của cô chú anh chị và các bạn mình đó ha, mình đừng có nắm nhiều. Đừng có nắm đầy mà nắm ít thôi và mình tập trung là khi mình gãi lần đầu á mình cảm thấy cái lá nó xanh rồi ha cái lá xanh mà mà bông nó vẫn nó vẫn ở trên cái cây nè giống như cái 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 này đi cái lá nó xanh nè và nó nuôi được cái trái nè ha mình mình phải phối hợp là cái trái nè mà cái lá xanh nè rồi cái bông đó ba cái yếu tố này nó 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 vững tức là nó, khi mình rải phân rồi mà khoảng 3 bốn ngày sau 5 ngày sau mà mình thấy bông nó vẫn còn trên trên cây trái nó cũng không có bị sao mà lá nó xanh là mình thấy là ok được à lá xanh dừa như thế này này nhé còn nếu cái lá mà cô chú anh chị mình thấy là cái lá nó, nó hơi dạng vậy là nó đang thiếu nó đang thiếu đạm nha đang thiếu đạm chính vì đó là mình mình cần phải phải nhìn cái cây để mình bón cái phân nó cho nó phù hợp thì hôm nay nông nghiệp xanh cũng chia sẻ một cái số về cái cái vấn đề là mình À, bón phân như thế nào cho cây dứa sữa hoàng kim hợp lý là bởi có một số cô chú anh chị cũng hỏi nhà vườn nông nghiệp xanh đó thì hôm nay mình à, chia sẻ luôn cái vấn đề đó và mong cô chú anh chị và các bạn của mình à, áp dụng cho cái à, vườn cây trái của mình nó hợp lý và luôn luôn có được cái à, à, thu hoạch à, bội thu ha xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã xem cái video này và đừng tiếc một like, đừng tiếc một cái lượt đăng ký để à, nông nghiệp xanh có những cái chia sẻ thú vị hơn, có những cái à, cái clip mới hơn để cô chú anh chị mình à, theo dõi à, ít nhất là mình cũng được có cái à, cái niềm vui và một cái lượt đăng ký của cô chú anh chị và các bạn nó sẽ làm một cái động lực rất lớn cho bên nhà vườn để phát triển ra cũng như là cái động lực để để làm tiếp những cái video clip tiếp theo ha. Giờ đây thì nông nghiệp xanh xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.